Tôi là Bella Trần, hiện là tổng giám đốc của Hoacom Media. Khi nhìn thấy thị trường cần những con người có nhiệt huyết, cần những con người đam mê với cái lĩnh vực marketing bất động sản này tại Việt Nam, thì khi đó ý tưởng về công ty về media phục vụ cho các khách hàng liên quan đến bất động sản và Hoacom Media sinh ra từ đó. Giá trị cốt lõi mà chúng tôi hướng tới đó chính là sự chân thành và đặc biệt nhất là cái tình cảm, tình yêu của chúng tôi dành cho sản phẩm. Hoacom Media sẽ là những người bạn đồng hành sâu sát nhất cùng với các chủ đầu tư. Chọn một người đồng hành cùng với mình không chỉ cùng là chí hướng mà phải là cùng có cái tâm và cái sự chân thành, một cái tình yêu với nghề. Thì tôi thấy rằng là ở Hoacom Media đang có đầy đủ những tố chất đó. Có một cái sự đam mê từ các bạn rất là lớn, mọi người đều không sợ khó, không sợ khổ. Rất là nhiệt huyết và rất là máu lửa. Ví dụ như là làm tới 2-3 giờ sáng thì đương nhiên là thường là sếp, các sếp cũng sẽ để đồng hành cùng với cả nhân viên luôn. Hoacom Media là cả thanh xuân của bọn mình, bởi vì bọn mình đang còn rất trẻ. Và Hoacom Media dạy bọn mình rất là nhiều thứ, từ một tờ giấy trắng phát triển lên đến như ngày hôm nay. Tức là tạo cho mình một cái nền tảng. Có 3 từ. Thứ nhất là sức trẻ, thứ hai là nhiệt huyết và thứ ba đó là năng động. Ở Hoacom Media thì là những người rất là trẻ và rất là nhan sắc. Không chỉ có nhan sắc mà tất cả những thành viên ở trong Hoacom Media đều là những người rất là giỏi và có chuyên môn rất là tốt. Là những người bạn, họ mỗi người có một cá tính riêng, một màu sắc riêng và mình học hỏi được ở Hoacom Media rất nhiều. Phong cách của Hoacom Media, chúng ta luôn làm với 200% năng lượng. Chúng ta làm những cái điều tốt nhất cho khách hàng, những cái mà khách hàng thực sự mong muốn và thực sự cần. Môi trường năng động thì sẽ tạo cho bạn một cái động lực để các bạn có thể sáng tạo được hơn. Trong bản thân của mỗi con người và trong bản thân của Hoacom Media sẽ luôn luôn vận hành và sẽ luôn luôn tiến về phía trước. Một từ mà nhận xét về Hoacom Media đó là sự nhiệt huyết, sự cháy bỏng cho công việc. Trẻ, sáng tạo và rất có tâm. Ngoài làm việc ra thì ăn rất là nhiều. Các đồng nghiệp hỗ trợ và sếp rất là tâm huyết, rất là nhiệt tình, lúc nào cũng chỉ bảo từ chút một em sẽ gắn bó với Hoacom đến khi nào còn có thể. Mình sẽ cống hiến hết sức lực của bản thân cho đến khi nào mà mình cảm thấy là mình không còn sức khỏe để cống hiến nữa. Chúc Hoacom Media luôn phát triển. Chúc cho Hoacom Media là luôn thành công, luôn phát triển mạnh trong tương lai, ngày càng tiến lên thành một trong những agency top của Việt Nam. Hoacom Media cam kết sẽ đồng hành với tất cả các khách hàng của mình, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế để cung cấp các cái giải pháp mang tính chất toàn cầu hóa. Hoacom Media cam kết với quý vị sẽ làm nghề bằng cái tâm và giúp cho thương hiệu quý vị tỏa sáng. Hoacom Media, awake, awesome.